Chào các bạn, chào các em thân mến. Còn khoảng 1 đến 2 tuần nữa là các em chuẩn bị cho bài thi học kỳ 1 môn toán 11. Thì trong video này thầy hướng dẫn cho các em 4 dạng toán thường gặp của hình học không gian là chúng ta tìm giao tuyến của hai mặt phẳng, chúng ta tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng, chúng ta tìm thiết diện và cũng như là tìm 3 điểm thẳng hàng, chứng minh 3 điểm thẳng hàng cũng như là 3 đường thẳng đồng quy. Đó là 4 dạng thường gặp trong hình học không gian của chương trình toán 11. Thầy xét ví dụ sau đó các em sẽ nắm phương pháp nha. Cho hình chóp SABCD. Đấy là tứ giác lồi ABCD, các cạnh đối không được song song nha. Chúng ta vẽ một cái tứ giác ra. A, B, C và D. Trước tiên các em tìm giao của mặt phẳng SAC và SBD. SAC và SBD. Rõ ràng điểm S là điểm chung thứ nhất rồi. Bây giờ mình tìm điểm chung thứ hai thì cái phương pháp như sau. Các em nhìn vào SAC và SBD, chúng ta đi tìm ra được hai đường thẳng. Hai đường thẳng lần lượt nằm trong hai mặt phẳng này. Chúng ta tìm hai đường thẳng lần lượt nằm trong hai mặt phẳng này. Và chúng sẽ cùng nằm trong một mặt phẳng thứ ba và chúng cắt nhau. Và cái điểm cắt đó chính là giao điểm thứ hai nha. Đây, các em thấy rằng mặt phẳng SAC có đường AC, mặt phẳng SBD có đường BD, hai đường này cùng nằm trong mặt phẳng đáy ABCD và hai đường này chắc chắn phải cắt nhau rồi, tại vì chúng nằm trong cùng mặt phẳng, chính là hai đường chéo này của tứ giác. Chúng ta nối hai đường chéo lại đứt nét nha. Hai đường thẳng này nó sẽ cắt nhau tại một điểm, mình gọi đó là điểm điểm O đi ha. Lúc này điểm O chính là cái điểm chung thứ hai của hai mặt phẳng. Chúng ta nối S và O lại thì được giao tuyến SO. Yeah. Bây giờ chúng ta trình bày. Trong mặt phẳng ABCD chúng ta có đường AC nằm trong mặt phẳng SAC. AC nằm trong mặt phẳng SAC. Và đường BD nằm trong mặt phẳng SBD. Và hai đường này cắt nhau tại điểm O. Mình gọi AC nó giao với BD tại điểm O. Các em có thể viết cục nhọn ra cũng được. Đấy, tại một điểm O. Từ ba điều này chúng ta suy ra O chính là thuộc hai mặt phẳng đó. Đấy. O chính là thuộc hai mặt phẳng SAC giao với SBD. Mặt khác, cái điểm S nó lại thuộc hai mặt phẳng trên luôn. Nên SO chính là giao của SAC giao với SBD. Chưa? Đó là câu A. Tiếp theo qua câu B. Mặt phẳng SAB và SCD. SAB và SCD. Rõ ràng SAB và SCD có điểm chung là điểm S rồi. Lúc này các em thấy rằng AB và CD cũng nằm trong mặt phẳng đáy ABCD. Hai đường này nó không song song, chứng tỏ nó sẽ cắt nhau. Đến đây các em chỉ cần kéo dài hai cái đường này ra. Yeah. Thầy ăn gian xíu chỗ này nha. Đấy. Đặt điểm này là điểm điểm E đi. Do đó cái điểm E này chỉ là điểm chung thứ hai, tại vì điểm E nó thuộc cái đường AB, do đó E sẽ thuộc mặt phẳng SAB. Điểm E thuộc đường DC, do đó điểm E sẽ thuộc mặt phẳng SDC. Do đó E chính là điểm chung thứ hai của hai phẳng này. Chúng ta nối SE lại thì các em sẽ có được cái đường giao tuyến ha.
Rồi, chúng ta trình bày tương tự ở câu B. Trong mặt phẳng ABCD, ta có tương tự các em trình bày là AB nằm trong SAB, CD nằm trong SCD, AB giao với CD, AB giao với CD này theo giao điểm là E. Từ ba cái này các em có quyền suy ra điểm E chính là thuộc mặt phẳng SAB giao với SBC, mà điểm S nó thuộc hai mặt phẳng đó là SAB và SCD, nên SE chính là giao tuyến SAB giao với SDC. Chưa? Tiếp theo câu C, SBC và SAD cũng vậy luôn, các em thấy có điểm S chung rồi. SBC, SBC và SAD thì hai đường này cắt nhau. Em trình bày tương tự nha. Chúng ta thấy rằng SAB nó có đường BC, SAD có đường là AD. Hai đường này nằm trong phẳng đáy luôn. Hai đường thẳng này không song song nên nó sẽ cắt nhau. Ta nối ra. Rồi điểm này điểm F đi. Vậy chúng ta có S là điểm chung thứ nhất của hai mặt phẳng. F thuộc A, AC, suy ra F thuộc mặt phẳng S, AC. F thuộc đường thẳng AD, suy ra F thuộc mặt phẳng S, AD. Vậy F chính là điểm chung thứ hai của hai mặt phẳng. Suy ra SO chính là đường giao tuyến. Khi mà chúng ta vẽ đường này ra thì cái đường DC lúc này nó trở thành đứt nét. Tô lên cho các em dễ nhìn. Rồi. Tiếp theo, BCM và SAD. BCM và M là điểm nằm trên cạnh SA. M là điểm nằm trên cạnh SA. Ghi M đây đi. BCM và SAD. À. BCM, thầy sẽ nối cái này lại nha, màu đỏ đi nha. Vì một câu hỏi mà rất là nhiều ý hôm nay nên cái hình nó hơi rối một xíu. Các em chỉ tập trung vào cái chỗ chúng ta cần đi chứng minh thôi, đi tìm thôi. Rồi. BCM giao với mặt phẳng SAD thì rõ ràng các em thấy rằng cái điểm M á nó nằm trên SA rồi. Do đó điểm M cũng nằm trên mặt phẳng SAD. Tất nhiên điểm M nằm trên mặt phẳng BCM rồi. Do đó M chính là cái điểm chung thứ nhất nha. M chính là điểm chung thứ nhất. Chúng ta tìm điểm chung thứ hai bằng cách nào đây? Cố gắng quan sát nhìn kỹ hai mặt phẳng đó. Kiểm tra xem có hai đường nào nó nằm trong cùng mặt phẳng thứ ba mà nó cắt nhau hay không nha. Các em nhìn này, MBC có đường BC, SAD có đường AD. Vậy là hai cái đường này nó nằm trong mặt phẳng thứ ba làm phẳng đáy ABCD. Hai đường này cắt nhau tại F. Do đó các em chỉ cần nối M với F lại, chúng ta ra được giao tuyến thôi. Nha, chúng ta nối M F lại. Lúc này chính là giao tuyến, chính là M F luôn. Đây, mình có thể gọi điểm cắt chỗ này cũng được, mà điểm này đâu. Chưa? Vậy giao tuyến của mặt phẳng BMC và SAD chính là đường M F. Hoặc các em có thể viết thành chỗ này điểm gì đó. Là MK chẳng hạn. Wow.
Đến đây các em trình bày vẫn tương tự như hai cách trên. Rồi xong cái này ha. CDM và SAB. CDM và SAB. CDM đây. Đây, CDM và SAB bên kia thì rõ ràng các em thấy rằng điểm M điểm chung thứ nhất rồi. Cái đường AB nằm trong SAB và cái đường CD nằm trong MDC. Hai đường này cùng nằm trong một phẳng đáy cắt nhau tại E. Do đó lúc này các em thấy rằng ME chính là giao tuyến luôn. Nha, ME chính là giao tuyến hoặc phẳng trên luôn. M điểm chung thứ nhất rồi, điểm E điểm chung thứ hai, đối lại cùng nha. Còn cách trình bày tương tự. Để trình bày qua dạng khác. Rồi. Xong câu E nha. Tiếp tục câu F. BDM. B này, DM này, đó cái đường chéo rồi này. Và SAC. SAC. À. BDM, BDM. Hơi khó nhìn nha. Và SAC, SAC. BDM thì tô đi cho mình dễ nhìn. Tại vì nó nhiều đường quá rồi. Đó, BDM và SAC, SAC thì đó là điểm M điểm chung thứ nhất không? Tại M nó là nằm trong một phần M BD rồi, điểm M nằm trên cạnh SA giả thiết cho nên M sẽ nằm trong SAC rồi. Vậy điểm chung thứ hai là điểm nào? Đó là điểm O thôi. Tại vì các em thấy rằng á đường SAC nó có đường AC. Đường MBD nó có đường BD, hai đường này nằm trong một phẳng đáy và cắt nhau tại O, do đó O chính là điểm chung thứ hai luôn. Vậy là các em nối MO lại là xong nha. MO. Rồi chúng ta qua dạng số 2. Đó là cái dạng cơ bản nhất rồi đó. Khi chúng ta làm toán chúng ta cũng căn cứ vào những cái phương pháp đó. Còn nếu mà các em thấy rằng những bài tập khó hơn chắc chắn chúng ta phải có đường phụ. Thì đó những câu khó hơn một xíu, ở đây mình làm mức độ cơ bản để các em hiểu được bản chất để chúng ta làm thôi. Nâng cao hơn thì các em phải rèn luyện thêm. Dạng số 2 thì chúng ta tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng. Về phương pháp thì sẽ nói sau. Trước tiên chúng ta sẽ lấy cái ví dụ 1 cho hình chóp. Đấy là hình thang ABCD. Bây giờ mình vẽ hình thang ABCD ra. Hình thang thì mình chỉ cần vẽ hai đáy song song là được. Thầy chọn đáy lớn ở đây. A, B, C, D. Em lấy định S chỗ nào cũng được. E và F là hai điểm lần lượt nằm trên cạnh hai cạnh SB và SD. E nằm trên SB. F nằm trên cạnh CD. Chưa? Bây giờ mình đi tìm giao điểm của EF và mặt phẳng SAC. SAC. Rồi. Bây giờ SAC mình nối lại luôn nha. Làm sao để làm những cái bài tập như thế này? Để chúng ta tìm được giao điểm á, của một cái đường thẳng và một cái mặt phẳng trong không gian như thế này á. Về phương pháp á, là các em phải phương pháp là thì bước 1 á, là các em phải đi dựng tìm một cái mặt phẳng chứa cái EF này nha, cái phương pháp á. Để xác định được, để tìm giao điểm của cái đường thẳng này và mặt phẳng SAC thì mình tìm một mặt phẳng chứa cái đường này. Thì rõ ràng là mình chọn cái mặt phẳng nào. Chắc chắn là cái mặt phẳng là chúng ta nối lại đây này. Chúng ta nối E với F lại nha. Rồi các em nối B với F lại thì lúc mà chúng ta chọn một mặt phẳng chứa cái EF này.
chưa? Bước 2 á, là các em tìm giao tuyến của mặt phẳng vừa chọn đó với mặt phẳng SAC. Thì đó là các em nhìn này, thầy đặt điểm này là điểm O, là giao điểm của AC và BF. Do đó O chính là điểm chung của hàng phẳng và điểm S là điểm chung hàng phẳng luôn rồi. Được chưa? Đến đây SO chính là cái đường giao tuyến của mặt phẳng phụ vừa chọn và mặt phẳng SAC. Nha. Em thấy không? Do đó em thấy cái giao tuyến SO không? Nó cắt cái đường EF không? Tại vì hai cái đường này nằm trong mặt phẳng S mà phẳng phụ ta chọn rồi. Chúng ta đã thấy là cái đường SO là đường giao tuyến và cái đường EF này nó nằm trong mặt phẳng phụ mà ta chọn, đó là SFB. Giờ nó sẽ cắt nhau tại đây này. Đó, điểm này này. Thì đặt cái điểm Y đi. Chưa? Lúc này Y chính là giao điểm luôn. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta có Y nó thuộc EF. Y nó thuộc SO. Nên Y cũng thuộc mặt phẳng SAC. Được chưa? Đó chính là cái giao điểm. Được này, được chưa nào? Bây giờ mình trình bày như thế nào? Thì các em ghi là chọn mặt phẳng. Chúng ta sẽ chọn mặt phẳng hay là chọn mặt phẳng là SFB chứa EF. Được chưa nào? Đó, chúng ta chọn mặt phẳng này chứa EF nha. Bước 2, các em đi tìm giao tuyến của hai mặt phẳng là mặt phẳng phụ và SAC. Thì mình trình bày giống như cái bước 1. Chúng ta có S là điểm chung thứ nhất ha. Chúng ta có S đó các em. Chúng ta gọi là O chính là giao của AC giao với BF. Chưa? O là giao của AC với BF. Mà AC á lại nằm trong mặt phẳng SAC. Rồi BF lại nằm trong mặt phẳng là SBF. Từ đây mình sẽ suy ra được là O chính là thuộc hai mặt phẳng, đó là SAC giao với SBF. Mà S lại thuộc mặt phẳng SAC giao với SBF. Từ hai cái này mình suy ra được SO là giao tuyến của hai mặt phẳng luôn. Được chưa? Khi mình có SO rồi thì em thấy rằng trong mặt phẳng S trong mặt phẳng SFB á, chúng ta có hai cái đường, đó là gọi Y đó. Có Y chính là giao của EF giao với SO. Chưa? Nên chúng ta suy ra Y nó thuộc EF và Y cũng thuộc SO, mà SO này nằm trong mặt phẳng. Chúng ta viết rời ra cũng được. Phải SO hoặc là viết luôn SO nằm trong mặt phẳng SAC. Thì đây mình suy ra Y chính là giao điểm của EF giao với SAC. Được chưa? Đó, ba bước này nha các em. Ba bước này ứng với là cái phương pháp khi chúng ta làm bài. Chủ yếu là hai bước này chúng ta phải chọn mặt phẳng phụ trước. Bước 2 chúng ta tìm giao tuyến của mặt phẳng phụ với mặt phẳng SAC. Và cuối cùng chúng ta kết luận thôi. Ha. Tiếp theo là người ta kêu là mình xác định giao điểm của tìm giao điểm của mặt phẳng AEF với BC và SC. Với BC, các em nhìn vào BC đây. Và AEF. Vậy thầy nối AEF lại nha. Đấy, AEF đây. Các em đã thấy AEF chưa? Và SBC. Xin lỗi, và BC. Quá đơn giản rồi. Chúng ta chọn mặt phẳng phụ chứ BC làm phẳng đáy luôn. Đúng không? Do đó mặt phẳng đáy này nó đang giao tuyến với mặt phẳng AF. Xin lỗi, mặt phẳng AF này. Thì giao tuyến AF luôn. Lúc này mình chỉ cần kéo giao tuyến ra, cắt BC ra tại một điểm thôi. Điểm này chính là giao điểm luôn. Nhìn vô là thấy rồi. Về phương pháp thì mình phải biết như vậy nha.
Các em trình bày tương tự chọn mặt phẳng phụ, đó là ABCD chứa EF chứa BC. Bước 2 chúng ta sẽ gọi O đi. Chúng ta gọi cái điểm O phẩy đi, chúng ta kéo dài ra. Lúc này hai đường này sẽ khác nhau đó. Chúng ta tìm giao tuyến đó các em. Hay là chúng ta tìm giao tuyến. Đây này. Điểm này là điểm O phẩy đó. Được chưa? Sau khi chọn phẳng phụ xong thì chúng ta có mặt phẳng EAF sẽ giao vào phẳng đấy theo giao tuyến là AF. Bước 3 chúng ta gọi trong một phẳng đáy, chúng ta gọi O phẩy là giao của BC và AF. Tại O phẩy, lúc này O phẩy chính là giao điểm của BC và EAF luôn. Trình bày tương tự theo mẫu này luôn nha, không có khác gì hết. Tiếp theo là chúng ta sẽ tìm AF với SC. SC đây. SC đây các em. Vấn đề ở đây mình chọn mặt phẳng phụ nào? SC và AEF. Bây giờ mình hết câu hỏi rồi, mình sẽ tô lên nha. Một cái này là khó thấy rồi. Đó, cái mặt phẳng đó các em. Chưa? Và cái mặt phẳng, bây giờ mình chọn mặt phẳng phụ chứ SC đi. Mặt phẳng phụ chứ SC ở đây mình phải khôn khéo trong việc chọn nha, chứ không phải lúc nào mình chọn, nếu mà trường hợp này không được thì mình chọn cái mặt phẳng khác. Rất là nhiều mặt phẳng chứ SC mà, đúng không em? Cái bài này thì khá đơn giản, các em nên chọn mặt phẳng SBC luôn đi ha, tại vì chúng ta có E điểm chung thứ nhất rồi. Vậy là các em thấy rằng mặt phẳng AEF này nó có đường AF, mà phẳng SBC mới vừa chọn xong phẳng phụ nó có đường BC, hai đường này cắt nhau từ O phẩy rồi. Vậy đến đây em chỉ cần nối E với O phẩy thôi thì chúng ta ra giao tuyến. Đây chính là cái đường giao tuyến này, tô đậm lên một xíu nha. Đó, đường giao tuyến nó cắt cái đường SC luôn tại điểm này. À, điểm này thì đặt là điểm điểm K đi. Lúc này K chính là giao điểm luôn. À, bước 1 chọn mặt phẳng phụ SBC chứ SC. Bước 2 chúng ta bây giờ tìm giao của mặt phẳng phụ là SBC với mặt phẳng EAF. Thì giao tuyến của nó chính là đường EO phẩy. Bước 3 trong mặt phẳng SO phẩy B hoặc là SBC cũng được. Chúng ta có EO phẩy cắt SC tại K. Lúc này chúng ta có K thuộc SC, K thuộc EO phẩy, nghĩa là K đó nằm trong một phẳng thuộc K thuộc EAF, do đó K chính là điểm chung thứ hai. Được chưa? Thầy sẽ trình bày cho các em cái ý là SC giao với AEF luôn nha. Đầu tiên chúng ta chọn mặt phẳng phụ, đó là mặt phẳng là SBC đi. Vậy chúng ta có SC này nằm trong SBC là mặt phẳng phụ nha. Bước 2 chúng ta tìm giao tuyến mặt phẳng phụ SBC thì chúng ta có này, chúng ta gọi O phẩy này. O phẩy chính là mình gọi nó là giao của đường AF và đường BC ha. Đường AF giao với BC. À, chúng ta có AF thì nằm trong AEF, AEF. Còn BC thì nằm trong SBC là một phẳng phụ đó. Từ ba ý này chúng ta có được O phẩy chính là giao của mặt phẳng phụ SBC giao với mặt phẳng AEF, được chưa? Mà cái điểm E là thuộc hai phẳng rồi. Điểm E nó thuộc, chỗ này viết chữ thuộc đi. E thuộc mặt phẳng AEF giao với SBC luôn, đúng không? E rõ ràng thuộc SBC rồi, E nằm trên cạnh SB mà. Từ đây mình suy ra được E O phẩy chính là thuộc, là giao chứ, bằng SBC giao với AEF. Yeah. Cuối cùng, chúng ta gọi K là giao điểm thôi. Trong mặt phẳng SBC đi, gọi K chính là giao của SC giao với EO phẩy.
Lúc này chúng ta suy ra được là điểm Y, điểm O phẩy, điểm K. Điểm K sẽ thuộc SC. Và điểm K nó thuộc cạnh giao tuyến là EO phẩy, mà EO phẩy lại nằm trong AES. Nên suy ra K chính là giao điểm của SO giao với AES. Trình bày giống như ở dưới luôn, thật trình bày giống luôn thì các em dễ hình dung. Ví dụ 2, trong mặt phẳng alpha cho tứ giác ABCD, OS là một điểm không thuộc alpha. Vậy đây chính là hình chóp SABCD đó các em. M là điểm nằm trong tam giác SCD. Chúng ta quẻ hình chóp tứ giác ra. A, B, C, D. Bốn điểm này nằm trong alpha. Một điểm S nằm ngoài. M là điểm nằm trong tam giác SCD. M là nằm trong tam giác SCD. A, B, C, D. S, C, D. Khó nhìn quá ha. Không được, đây là điểm M đây. A, B, ta lấy B đi ha. Đấy, em lấy điểm M chỗ này dễ nhìn hơn. Xác định này, giao tuyến của mà hai mặt phẳng SAM và SBD. SAM, SAM chúng ta nối AM lại nha. SAM đường này thấy nha các em. Và SBD, SBD. Đấy. SBD. Bây giờ chúng ta xác định giao tuyến hai phẳng này. Rõ ràng các em nhìn SBD và SAM nó có cái điểm chung và điểm S. Điểm chung đầu tiên là điểm S rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ tìm cái điểm chung thứ hai. Thì em thấy rằng á, chúng ta không thể nào tìm được hai cái đường thẳng nằm trong cùng một phẳng được. Mà phẳng SAM này nó không thể nằm trong ba cái đường này, không có đường nào nằm trong cùng phẳng với một trong ba đường của SBD. Do đó các em chú ý này, chúng ta quỷ SM, chúng ta kéo dài FM ra nha. Đấy. Hay là mình gọi cái điểm này nè, mình gọi N đi, là giao điểm của SM và CD. Lúc này cái mặt phẳng SANM cũng là một phẳng SAN luôn. Đúng nào? Tại vì điểm N nó thuộc SM, do đó điểm N nó cũng thuộc mặt phẳng SAM. Do đó em nối A với M lại, A với N lại luôn, chúng ta ra được mặt phẳng SAM cũng là mặt phẳng SAN. Lúc này các em thấy hai đường khác nhau không? Đây. Điểm này đặt là điểm E đi. Lúc này giao tuyến chính là cái đường SE luôn ha. Đây, đi trình bày thôi. Đầu tiên thầy gọi N là giao điểm của SM và CD đi ha. Gọi N là giao của CD giao với SM. Lúc này mình sẽ có được cái mặt phẳng SAM nó sẽ trùng với mặt phẳng SAN. Chia mặt phẳng SAM nó cũng là mặt phẳng SAN. Được chưa? Tiếp theo á là các em sẽ trình bày tương tự trong mặt phẳng ABCD có hai đường này cắt nhau. Trong mặt phẳng ABCD, ABCD chúng ta có là E là giao điểm của AN giao với BD.
chưa? Mà AN nằm trong mặt phẳng SAM, BD nằm trong mặt phẳng SBD. Thứ ba, cái điều này mình suy ra E nó thuộc hàng phẳng trên SAM giao với SBD. Mà điểm S nó thuộc SAM giao với SBD. Từ đó mình sẽ suy ra SE là giao tuyến. Rồi. Tiếp theo các em đi tìm xác định giao tuyến giao điểm của AM và mặt phẳng SBD. AM và SBD. Không? Bây giờ mình chọn mặt phẳng phụ, rõ ràng là mặt phẳng phụ chính là mặt phẳng chứa AM, chính là SAN luôn nha. Vậy là mình chọn mặt phẳng chứa SN. Chúng ta có là AM nó sẽ nằm trong mặt phẳng SAN. Trình bày giống như mình nãy đó, mình làm bài trên đó. Chưa? Lúc này SE chính là giao tuyến của SAN giao với SBD. Chưa? Bước 3. Chúng ta gọi cái điểm này là điểm Y đi. Y là giao tuyến, là giao điểm của AM giao với Y là giao điểm của AM giao với SE. Chưa? Do đó Y nó sẽ thuộc AM, Y nó cũng thuộc SBD luôn. Y là giao của AM giao SE. Suy ra Y nó thuộc AM, Y nó thuộc SE, mà SE nằm trong SBD. Do đó mình suy ra được Y chính là giao điểm của AM giao với SBD. Chưa? Đấy. Chúng ta qua dạng số 3 là tìm thức diện. Phương pháp mà các em tìm thức diện là các em phải tìm được các đoạn giao tuyến. Và cái đoạn giao tuyến này sẽ nối tiếp nhau với mặt cắt, với hình chóp, cho đến khi nó khép kín nó thành một đa giác luôn. Lúc này cái đa giác đó chính là thức diện cần tìm. Ha. Vậy tóm lại các em phải tìm được cái giao tuyến ha, của cái mặt phẳng đó so với các mặt của cái hình chóp. Sau đó chúng ta nối các đoạn lại. Chúng ta sẽ ra được một hình đa giác khép kín. Thì nó chính là cái thức diện. Chúng ta xét ví dụ cho hình chóp SABCD. M là một điểm trên SC. Nó cho hình chóp SABCD, M là một điểm SC, D nó không có hình chóp. Đây là hình chóp tứ giác nha. Mình sẽ vẽ hình chóp tứ giác ra. Vẽ tứ giác ra. M là một điểm trên cạnh SC. À, đây điểm M. N và B là một trung điểm của AB. À, N trung điểm AB và AD. M và NB. Rồi. Các em tìm thức diện của hình chóp với mặt phẳng MNB. Đấy. Thì như cái phương pháp đầu tiên á, để tìm thức diện thì các em cũng đi tìm cái giao tuyến của mặt phẳng này
màu đỏ so với các mặt xung quanh. Ở đây các em thấy rằng rõ ràng á, cái mặt phẳng màu đỏ này này là MNB á, nó đã giao tuyến mặt phẳng đáy theo giao tuyến NB rồi, đúng không em? Theo giao tuyến NB rồi. Bây giờ mình sẽ tìm nó, mặt phẳng MNB này sẽ giao tuyến với mặt phẳng SBC theo giao tuyến nào? Thì em thấy không, cái NB và cái BC nằm trong cùng mặt phẳng đáy không? Đó là cái phương pháp đầu tiên á, nó cắt giao này, mình kéo dài ra thôi, mình kéo dài ra để mình tìm giao tuyến của nó với mặt phẳng SBC nha. Dạ, mà kéo dài ra thì đúng này, nó sẽ cắt BC này tại một điểm, điểm này chính là giao điểm của NB và BC. Mà điểm M này này các em ha, nó nằm trên SBC, mà điểm B cũng nằm trong MNB luôn. Vậy giao tuyến chính là M, M này thì đặt nó là MI đi ha. Chết em. Vậy mình trình bày như sau. Trong mặt phẳng ABCD chúng ta có là gọi Y, nó là giao tuyến, giao điểm của BC giao với NB. Tiếp theo thầy sẽ gọi tương tự với mặt phẳng SDC luôn, gọi K luôn, làm lần luôn. Và K là giao của CD giao với NB luôn. Tôi nối vào đây. Chưa kìa, đây. Tiếp theo các em dựng cái đường MI này cắt SB trong mặt phẳng SBC đi. Tiếp tục vào trong mặt phẳng SBC. Trong mặt phẳng SBC chúng ta có, gọi được có là, mình gọi điểm H đi, là giao của SB giao với MI. Giao với MI. Đó, giao MI này. Tại vì hai cái đường này nằm trong khoảng SBC kìa. Nha. Thì MI nằm trong SBC, mà SB cũng nằm trong SBC. Do đó SB nó sẽ giao với MI tại điểm H. Tương tự trong mặt phẳng SCD chúng ta có là HK, L là giao của SD và VK. Đó. Tôi gọi cho tôi quỹ ra thôi. Này là L. Xong hết rồi. Vậy lúc này các em chỉ cần nối các đoạn này lại thì mình sẽ được thiết diện thôi. Đây, như thầy nối màu đỏ nha. Một nè. Hai đoạn nè. Ba đoạn nè. Đấy, thiết diện nè các em. Đó là cái hình đó đó. Vậy, chúng ta kết luận là vậy thiết diện thiết diện của hình chóp với mặt phẳng MNB là đa giác sau. Ở đây là mấy cạnh, 1 2 3 4 5 cạnh là ngũ giác. Là ngũ giác HMLBN. HMLBN. Được chưa? Chúng ta đi qua câu số 2. Cho tứ diện đều cạnh A. Trước tiên các em vẽ đấy là một cái tam giác đi ha.
Rồi, tứ diện đều A, B, C, D. Cạnh bằng A hết nha. Kéo dài BC một đoạn CE bằng A luôn. À, cạnh này A rồi, mình kéo dài một đoạn bằng A luôn. CE kéo dài đoạn BD một đoạn DS bằng A luôn. M là trung điểm của AB. Chúng ta tìm thiết diện của tứ diện với mặt phẳng M EF. Mặt phẳng M EF. Rồi. Câu này khá đơn giản rồi. Trong mặt phẳng ABC các em gọi cái điểm này nè. Tại vì các em thấy là điểm E á, nó thuộc mặt phẳng MEF và nó cũng thuộc mặt phẳng là ABC luôn. Do đó thầy sẽ tìm cái giao tuyến của mặt phẳng MEF và ABC, chính là cái đoạn M này. Mình gọi nó là điểm Y đi ha. M là MY. Nha. Chúng ta có MY á. MY là giao của mặt phẳng MEF giao với ABC. Tiếp tục này G đi. MG là giao mặt phẳng MEF giao với ABD. Chà. Tiếp tục EG chính là giao của mặt phẳng MEF với thêm chết với cái mặt phẳng ADC. Đây nè, ADC này. Lúc này thiết diện chính là cái hình này. Để yêu cầu là mình tính kết luận là vậy thiết diện của mặt phẳng MEF chính là thiết diện của hình chóp hay là của tứ diện với mặt phẳng MEF là MEG. Để yêu cầu tính diện tích của thiết diện này, nó là một cái tam giác đúng không? À, cạnh là bằng A nè. Bây giờ chúng ta thấy rằng M là trung điểm AB, M là trung điểm AB, C là trung điểm BE. Do đó hai cái đường em nhìn này, hai cái đường tháng để thầy đừng khỏi với cái đường này đi ha. Trong tam giác ABE thì có cái đường AC và cái đường EM là hai đường trung tuyến, nên Y chính là trọng tâm. Tương tự G cũng là trọng tâm của tam giác ABF, tại vì nó là hai đường trung tuyến khác nhau. Mà trọng tâm thì có độ dài bằng gì? AI này, nó bằng 2/3 lần AC. AG bằng 2/3 lần AD. Mà do AC bằng AD, do là tứ diện đều. Do đó suy ra hàng này này bằng nhau. Đúng không? Mà chúng ta biết rằng góc này 60 độ, tam giác ACD là tam giác đều, tại vì tứ diện đều mà, nên tam giác này tam giác đều. Yeah. Vậy tam giác là đều, do đó cái EG này nó chính là bằng AAI luôn. Yeah. Chúng ta có EG luôn, bằng EG bằng 2A trên 3 luôn. Tại vì tam giác AEG đều. Vì chúng ta có EG AI bằng A AG và góc A bằng 60 độ. Suy ra cái này đều. Mà ở trên là bằng do là AI nó bằng 2/3 lần AC và AG bằng 2/3 AD và AC bằng A AD. Nên chúng ta suy ra AI bằng AG.
tam giác ABE có Y là trọng tâm và tam giác ABD có Z là trọng tâm. Để mình suy ra cái này. Rồi, đó. Cái này thì không trình bày khúc này đâu. Cái này các em tự làm được rồi đúng không? Vấn đề thầy sẽ đi vào tính diện tích. Ở đây mình tính diện tích thì mình có cạnh này rồi. Chưa? Vậy làm sao để tính đây? Bài này các em có nhiều cách tính lắm. Một là các em tìm được độ dài ba cạnh là các em cũng có thể xử lý được rồi ha. Để xử lý được ha. Bằng cách là các em tính cạnh này bằng áp dụng định lý cos, tại vì cái đoạn này có rồi, đoạn này a chia 2. Cái đoạn này a 2 2a chia 3 mới gì tính xong. Góc này 60 độ. Em dùng định lý cos chúng ta sẽ có được ha, định lý cosin á. Định lý cos trong tam giác AMI thì mình sẽ có được là MI bình phương á bằng, nhưng mà mình lấy căn luôn nha, bằng MA bình cộng AI bình trừ 2 lần MA nhân AI nhân cos 60 độ. Đấy. Rồi đến đây em bấm ra thôi. Bằng A căn 13 chia 6. Có MI rồi. Tương tự cái MG đó cũng như vậy luôn đúng không? Trong tam giác AMG cũng vậy. Nó bằng MG luôn. Bằng A căn 13 chia 6 luôn. Vậy là mình có được ba cạnh rồi. Thì em bây giờ thể dùng hơi rong mình tính nha. Dùng thức hơi rong mình tính cũng được. Nếu mà không thích tính hơi rong thì mình kẻ đường cao xuống. Mình kẻ đường cao xuống, mình tính đường cao cho nó nhân cạnh đấy là xong. Mà tam giác cân rồi, tam giác cân này đường cao tính được những Pythagore. Tại vì đường cao cũng là đường trung tuyến, cũng là đường phân giác luôn. Do đó em có thể tính được cái đường cao này nha. Rồi, thầy cũng không tập trung vào việc tính này lắm. Chúng ta chỉ cần dựng được thiết diện thôi. Còn việc này là thầy nghĩ các em sẽ làm được. Chúng ta sẽ dựng đường cao MK là đường cao của tam giác MIG. Do đó chúng ta sẽ có cái diện tích tam giác á, diện tích thiết diện á, MIG sẽ bằng 1/2 đường cao là MK nhân IG. Cái MK tính sao đây? MK thì bằng K bậc 2 của MK thì các em sẽ lấy K bậc 2 của cạnh huyền bình, chính là MI bình trừ đi cho IK bình. Đó, MI chúng ta tính rồi, MI trên đây tính này 13 A bình trên 36 trừ IK chính là nửa IG, nửa IG chính là A trên 3, là A bình trên 6. Rồi tính ra, sau đó lắp vào đây. Được chưa? Đấy. Tính như thế này nhanh hơn này, đừng có tính hơi rong chứ. Hơi rong là các em phải tính chu nửa chu quy, sau đó áp dụng công thức nữa, nó phức tạp. Tiếp theo dạng 4 là chúng ta đi xét chứng minh 3 điểm thẳng hàng, 3 đường thẳng đồng quy. Thì để các em chứng minh được cái 3 đường thẳng mà đồng quy á, thì cái ý tưởng ở đây á, là chúng ta sẽ chứng minh được hai đường thẳng đó nó cắt nhau. Và cái giao điểm đó sẽ đi qua cái đường thẳng thứ 3. Thứ hai là cách chứng minh ba điểm thẳng hàng thì các em sẽ chứng minh rằng chúng sẽ cùng thuộc hai mặt phẳng, nghĩa là chúng sẽ nằm trên đường giao tuyến đó. Thì cái hướng đó là cái hướng để chúng ta chứng minh ba đường thẳng thẳng hàng là ba điểm đó sẽ nằm trên cái đường giao tuyến, nghĩa là nó thuộc cùng hai mặt phẳng đó nha. Chúng ta xét ví dụ số 1. Cho tứ diện SABC. Bài này nó có nhiều, nó ít ý nên thầy sẽ vẽ bằng tay nha. Tứ diện SABC thì em vẽ cái tam giác ở đấy là ABC đi. S. A. B. C đi. Rồi. Trên cái cạnh SA lấy điểm D, SB lấy điểm E, SC lấy điểm F sao cho DE các AB tại Y
lấy điểm D trên cạnh SA. Sao cho DE điểm E trên cạnh SB. Chúng ta lấy như này không cắt bằng nha, chúng ta lấy xuống này để nó cắt AB nha các em, cắt AB này. Đó, điểm E ở đây. Và điểm F trên cạnh FC để cho là EF nó phải cắt được cái đoạn BC. Vậy là mình lấy cắt bên này cũng được, lấy bên này đi. Thấp xuống xíu đi ha. Thấp xuống xíu. Rồi. Chứng minh là EZK thẳng hàng. Trước tiên chúng ta sẽ nghĩ ra cái DE cắt AB này. EF cắt BC. Cắt BC tại gì? Rồi FD cắt CA tại K. Do thầy vẽ bằng tay nên có thể nó không vẽ nối lại, nó không thẳng hàng nữa nha. Rồi bây giờ mình chứng minh 3 điểm mà EZK thẳng hàng thì chắc chắn EZK này mình đi chứng minh nó thuộc hai mặt phẳng. Nó thuộc nó là thuộc cái đường giao tuyến của hai mặt phẳng. Rõ ràng các em nhìn vào cái mặt phẳng là DEF này. Và mặt phẳng đáy là ABC này. ABC. Thì rõ ràng chúng ta thấy rằng Y nó vừa thuộc mặt phẳng DEF, nó cũng thuộc mặt phẳng là ABC. Điểm K cũng tương tự thuộc mặt phẳng DEF, K cũng thuộc mặt phẳng ABC. Điểm Z cũng thuộc mặt phẳng DEF và Z cũng thuộc mặt phẳng ABC. Do đó là ba điểm EZK này nằm trên cái đường giao tuyến của hai mặt phẳng. Do đó chúng sẽ thẳng hàng nha. Đó. Bây giờ mình trình bày như sau. Trước tiên mình gọi ha, như trong đây nó gọi hết rồi nè, Y là giao điểm hết rồi. Chúng ta có là điểm Y là giao điểm của DE giao với AB. Rồi. Suy ra điểm Y nó thuộc cái mặt phẳng DEF và điểm Y nó cũng thuộc mặt phẳng ABC luôn. Do đó suy ra Y nó thuộc giao tuyến hai mặt phẳng nha. Thuộc giao tuyến của hai mặt phẳng DEF giao với ABC. Đó, tương tự ha. Tương tự thì điểm K này nó cũng thuộc mặt phẳng DEF giao với ABC. Và điểm Z cũng thuộc mặt phẳng DEF giao với ABC. Đó. Do đó EZK sẽ thẳng hàng do cùng thuộc được giao tuyến ha, cùng thuộc đường giao tuyến của hai mặt phẳng. Nên giờ suy ra Y này, Z, K thẳng hàng do cùng thuộc đường giao tuyến của mặt phẳng DEF và ABC. Đấy, xong. Ví dụ 2 là cho hình bình hành ABCD, S là một điểm không thuộc hình bình hành. Vậy là mình vẽ hình chóp, chóp S ABCD, đấy là hình bình hành.
MN lần lượt là trung điểm AB và SC. M, SC. Rồi. Các em xác định giao điểm của AN giao với SBD. AN giao với SBD. SBD dễ rồi, chúng ta nói BD lại thôi. Bài này đang điểm. Chúng ta chọn một phẳng phụ chứa AN chính là một phẳng SAC. Sau đó chúng ta xác định giao tuyến của SAC và một phẳng SBD chính là cái đường FO này luôn. Vậy giao tuyến sẽ cắt đường AN này tại một điểm. Điểm Y đi ha. Lúc này Y chính là giao điểm ha. Tương tự xác định giao điểm Z của MN giao với SBC. Còn cách trình bày thầy đã hướng dẫn cho các em ở từ đầu rồi ha. Ở phần dạng 1 rồi, dạng 2 chứ. Z là giao của MN với SBD. MN. MN với SBD. MN này với SBD các em. MN SBD thì làm sao đây? Chúng ta chọn một phẳng phụ chứa MN chính là SMC. SMC. Lúc này SMC. Chọn một phẳng phụ chứa MN chính là SMC. Do đó các em tìm giao tuyến của một phẳng phụ SMC và SBD chính là cái đường SO phẩy này. Do đó SO phẩy sẽ cắt cái MN tại một điểm. Điểm này đặt điểm điểm K đi. Đó, rồi xong. Điểm này điểm C nhé. Rồi. Chứng minh 3 điểm IGB thẳng hàng. IGB I này. Điểm B ở đâu? IG và điểm B thẳng hàng. Rồi làm sao chứng minh IGB thẳng hàng đi? Thì kiểm tra xem IGB chính là giao của hai cái mặt phẳng nào, giao tuyến của hai mặt phẳng nào là được nha. Thì rõ ràng các em thấy rằng cái điểm Y á, điểm Y nè, điểm Z và điểm B. IG là rõ ràng IG á là hai cái điểm nằm trong mặt phẳng là AMN rồi, đúng không? Mặt phẳng AMN. Tại vì điểm Y này các em, nó thuộc AN nên Y sẽ nằm trong một phẳng AMN. Điểm Z cũng vậy, cũng nằm trong một phẳng AMN. Và điểm B, do nó thuộc là AM, do đó điểm B cũng thuộc vào phẳng AMN. Tiếp tục, điểm B nằm trong một phẳng SBD. Điểm Z cũng nằm trong một phẳng SBD, tại vì điểm Z thuộc cạnh SO phẩy. Mà SO phẩy nằm trong SBD, do đó Z cũng thuộc SBD. Tiếp theo, điểm Y nó thuộc cạnh SO, do đó mà SO nằm trong SBD luôn, do đó Y cũng nằm trong SBD. Vậy là các em thấy rằng á, mặt phẳng AMN và mặt phẳng SBD cắt nhau theo giao tuyến là B, giao tuyến B, giao tuyến các thầy nhà thầy giao tuyến là một cái đường thẳng đi qua ba điểm B, EZ, thì ba điểm này đều thuộc hàng phẳng, ba điểm này đều thuộc hàng phẳng, do đó là ba điểm này sẽ nằm trên đường thẳng giao tuyến, do đó ba điểm thẳng hàng, nha, được chưa? Cái này mình trình bày được đúng không? Chúng ta có là Y này, Z này, B này, nó lần lượt thuộc ba cạnh, thuộc ba cạnh AN, điểm Y là thuộc AN này, không? Thuộc AN, rồi thuộc MN, Z là thuộc MN, Z thuộc MN, chúng ta vừa tìm giao điểm của MN và SBD đó các em, và điểm B. Điểm B thì thuộc cái gì các em? Điểm B nó thuộc là AM.
Do đó nó sẽ thuộc mặt phẳng MN, thuộc cái mặt phẳng MAN hay là AMN đi. Đó. Tiếp theo IGB nó cũng thuộc mặt phẳng là SBD nha. Được chưa? Do đó suy ra IGB nó sẽ thuộc giao tuyến của hai mặt phẳng AMN và mặt phẳng SBD. Do đó suy ra IGB thẳng hàng. Được chưa?